Các bạn đang xem là cảnh bé bọc Lovely hồi nhỏ đi siêu thị mua tả. Lúc này tôi đã giải cứu được khoảng 3 tháng rồi, nhưng không thể trả về tự nhiên và cũng chưa biết được cái nơi nào an toàn cho loài linh trưởng phát triển tốt nữa. Thế nên giữ ở nhà nuôi dưỡng, bị ép buông ra là khóc òa. Vì bé đã đặt trọn niềm tin vào em gái Tiôn là người Kasimi, coi em Tiôn như là mẹ ruột vậy đó. Bắt cóc con nít. Nó la người Tiêu. Nhớ hồi Tiêu cứu Lovely chỉ nhỏ bằng một gang tay thôi, mà cứ bệnh lên bệnh xuống hoài, cứ một tuần là bệnh một lần. Dao cũng không được hết nè, bu 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 hoài. Lovely sống được là nhờ khí công của Tiêu, nhưng càng lớn hấp thụ năng lượng càng nhiều thì vượt quá giới hạn cho phép. Nên nuôi vọc chỉ là giải pháp tạm thời, sống ngoài thiên nhiên mới là tốt nhất, vì bé rất dễ bị lây bệnh của con người mà chết. Sang chút đi. Sang chút đi. Trời trốn này, trốn này mày, trốn này mày. Nó đi kiếm mẹ đó. Thế nên xin các bạn đừng xem linh trưởng là thú cưng của con người nữa. Tuy ôn cứu vọc chỉ vì muốn có cơ hội trả các bạn ấy về với tự nhiên mà thôi.